Hello, xin chào mọi người, mình là Trang đây. Và hôm nay đây là những cái ngày cuối cùng của năm 2018 sắp trôi qua rồi. Hôm nay cũng là rằm nữa và mình quyết định là ghé thăm chùa và cũng là đi phóng sinh cá ở sông. Thì mình thấy là những cái ngày cuối cùng mình mọi thứ rất là, mọi người vào cuộc quay rất là bận rộn trong cuộc sống. Và mình cố gắng dành những cái khoảng thời gian cuối năm này để mình làm những cái việc mà mình cảm thấy là có ích này, mình thấy là thích thì mình sẽ bắt đầu làm. Và hôm nay các bạn đi cùng với mình nhé. Let's go!